Đây là tuyến đường dây điện tự phát do người dân kéo dài khoảng 8 km, nối từ điểm cuối cùng của trung tâm xã Phúc Thọ về đến thôn Hang Trụ của huyện Lâm Hà. Tuyến đường này là tuyến đường chính phục vụ nguồn điện cho nhu cầu sử dụng của hàng chục hộ dân sinh sống tại thôn Hang Trụ. Gia đình hai vợ chồng anh Triệu Văn Thiệu và chị Hà Thị Phượng, dân tộc Nùng, ở thôn Hang Trụ là một trong những hộ như vậy. Để có được nguồn điện sử dụng, trước đó hai vợ chồng phải tích góp được số tiền 6 triệu đồng để đóng góp cùng với các hộ dân khác kéo điện. Chưa kịp mừng có đường điện mới, họ lại lo lắng bởi có quá nhiều hộ sử dụng nên không thể thắp sáng và sử dụng các thiết bị điện khác. Kéo vào từ đây là 2-3 cây số là mỗi gia đình là 5 triệu mấy vào, nhưng mà ban đêm ăn cơm thì không thắp sáng được, thì có đèn dầu từ phải 9 giờ đêm thì mới 9 giờ hơn thì mới có thắp sáng được. Thì lúc đấy bà con thì ngủ rồi, không có ngồi xem được tivi đâu. Có cái biển cho bà con nông dân thì thắp sáng được, yên tâm thì bà con nông dân thì mới có cho tuổi cháu thì học hành chăm lo được. Cũng như hộ gia đình anh Triệu, đã gần chục năm nay, nguồn điện để thắp sáng của gia đình chị Vương Thị Lành ở thôn Phúc Cát, xã Phúc Thọ có được chính là nhờ lấy từ chiếc bình ắc quy này. Tuy nhiên khi trời mưa, tấm pin mặt trời không hấp thụ được nguồn sáng để sạc điện, cũng đồng nghĩa với việc không có nguồn điện để sử dụng. Nhà chị chưa có điện nhà nước bác cho thì sử dụng năng lượng mặt trời. Nếu mà nắng thì đủ, còn mưa thì không đủ. Về phía đơn vị quản lý vận hành điện Lâm Hà, chúng tôi cũng mong muốn là tất cả các thôn mà chúng tôi đã đưa vào cái chương trình 2021 thì cũng mong muốn các dự án này để sớm được thực hiện để cho điện lực Lâm Hà chúng tôi để phục vụ, có điện phục vụ cho người dân, để người dân có cái điện sinh hoạt và sản xuất, ổn định cái cuộc sống của họ và cũng góp một phần đảm bảo cái an ninh trật tự cũng như phát triển kinh tế của địa phương. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện vẫn còn 7 thôn với khoảng 1.000 hộ dân chưa có nguồn điện lưới để sử dụng. Trong đó riêng huyện Lâm Hà có 3 thôn. Ngoài ra nằm rải rác ở các huyện Bảo Lâm, Cát Tiên. Theo ngành điện lực Lâm Đồng, sở dĩ các thôn này đến nay vẫn chưa có điện là do hầu hết thành lập mới. Bên cạnh đó, dân cư phân bố thưa thớt, đường đi lại khó khăn. Để lắp đặt các hệ thống đường dây điện này đòi hỏi chi phí rất cao. Thì hiện nay 7 cái thôn này với tổng cái số hộ mà chưa có điện là khoảng 385 hộ. Thì với cái kinh phí thì rất lớn, khoảng trên 30 tỷ đồng. Thì hiện nay là chính phủ cũng đã phê duyệt, và trong cái giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 thì chúng ta sẽ, khi có vốn thì ngành điện Lâm Đồng cũng sẽ thực hiện ngay. Trước đó tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Tổng công ty Điện lực miền Nam thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đã có rất nhiều giải pháp được đưa ra đối với các khu vực chưa có nguồn điện sử dụng. Riêng Lâm Đồng là một trong 48 địa phương trong cả nước được hỗ trợ từ chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020, gọi tắt là chương trình 2081. Vì vậy, trong giai đoạn 2 từ năm 2016 đến năm 2020, ngành điện lực sẽ cùng với địa phương tập trung rà soát, bố trí nguồn vốn để hoàn thành việc đưa điện đến hầu hết các hộ dân nông thôn, đầu tư phát triển điện lưới để cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã, thôn chưa có điện, có suất đầu tư không quá cao, đầu tư cấp điện bằng các nguồn điện tại chỗ cho các thôn đặc biệt khó khăn, không thể cấp điện từ điện lưới quốc gia hoặc có chi phí quá lớn. Thông qua đó, nhằm giúp các khu vực trên sớm có nguồn điện ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Sự xuất hiện của những cánh hoa tam giác mạch đã làm cho vùng ngoại ô thành phố trở nên tươi tắn và thơ mộng hơn bao giờ hết, góp phần tạo thêm điểm nhấn độc đáo, thu hút du khách muôn phương. Tin rằng với những ưu đãi về thiên nhiên và khí hậu thổ nhưỡng, tam giác mạch sẽ càng thêm lan tỏa và là một mảng màu tinh tế trong bức tranh ngàn hoa vạn sắc của thành phố cao nguyên sương mù.